Nếu quý vị anh chị đang tìm kiếm một chiếc xe phục vụ cho gia đình, đi kèm lại công việc mà lại phải 7 chỗ, thì chiếc Santa Fe máy dầu bản đặc biệt 2019 này sẽ là một sự lựa chọn mà anh chị cực kỳ phải cân đối chị nhé. Vì sao lại phải cân đối? Thì chiếc Santa Fe máy dầu với thời điểm hiện tại là mà giá dầu vẫn luôn rẻ hơn giá xăng đúng không anh chị, thì đã tiết kiệm cho mình tương đối một số lượng tiền rồi. Và đi kèm với những tiện ích của chiếc xe này thì phải nói cho quý vị anh chị là nó quá là đầy đủ. Đầy đủ ở đây đó chính là những option ở bên trong xe. Và em sẽ vào chi tiết hơn về review cụ thể hơn về hình thức cũng như là option bên trong xe để cho quý vị anh chị thêm một sự lựa chọn với một chiếc xe mà cho gia đình cũng như là công việc của mình anh chị nhé. Với thiết kế chiều dài, chiều rộng thì đi trong phố chiếc Santa Fe này vô cùng là hợp lý. Đi kèm với khối động cơ 2.2 thì chiếc Santa Fe 2019 này sẽ là một đáng cân đối cho quý vị anh chị từ khung gầm động cơ đến máy móc. Với form dáng thì thiết kế của bản 2019 thì em Ngọc thấy là khá là hợp mắt với nhiều đối tượng khách hàng. Với phiên bản mới thì sẽ thiên hướng về công nghệ hơn Việt, và đi kèm thì cái giá này nó cũng rất là cao hơn đúng không ạ? Và với chiếc này thì anh chị chỉ cần bỏ ra tầm hơn tỷ thôi là anh chị đã lấy được một chiếc xe san để phục vụ công việc và gia đình rồi. Thiết kế đầu xe thì phần mặt lưới tản nhiệt được mạ chrome sáng, nên là trong cái xe nó có một cái điểm nhấn cũng như là rất là thể thao, không hề bị nhàm chán một chút nào. Logo của Hyundai thì cũng vẫn đặt giữa để tạo nên một cái thương hiệu và cũng nhìn nhận điểm nhận dạng riêng của xe. Và với phần đèn mắt híp của xe thì thiết kế rất là cá tính đúng không ạ? Và cái giải đèn LED ban ngày thì nó sẽ luôn luôn sáng khi mà quý vị anh chị sử dụng vận hành. Bây giờ thì em sẽ đi vào phần lốp lát của xe để cho quý vị anh chị xem được cụ thể hơn về chất lượng của lốp đi từ 2019 thì sao. Lốp của Hankook thì là lốp nguyên bản của xe rồi. Và chất lượng của 2019 thì quý vị anh chị có thể nhìn thấy là phần dâu bánh vẫn còn rất là dài, lốp vẫn còn rất là dày anh chị nhé. Thiết kế nan hoa này thì em đánh giá là rất là ưng. Xe thì một chủ từ đầu biển tỉnh anh chị ạ. Và bây giờ thì em sẽ đi vào phần đuôi xe để cho quý vị anh chị thêm được cận cảnh hơn chi tiết của chiếc xe này. Và điều đặc biệt của chiếc xe này đó là tỷ lệ sơn zin thì khẳng định với anh chị là phải lên đến là 98% anh chị nhé. Với phần thiết kế của đuôi xe thì cũng hơi lệch một chút thôi, nhưng mà để tổng quan thì trông vẫn rất là ok. Trông đuôi xe vẫn rất là hài hòa với chiếc xe. Và phiên bản này thì đã được trang bị là cốp điện rồi, nên là quý vị anh chị có bấm thì cũng rất là nhẹ nhàng trong quá trình mình di chuyển. Nếu mà để tháo cái phần ghế hàng gập hết xuống như này thì chúng ta sẽ có một cái khoang ngồi vô cùng là rộng rãi anh chị nhé. Vô cùng rộng rãi luôn. Và cũng hiếm ít khi là mình sẽ sử dụng hết 7 chỗ, nên là mình có sử dụng chiếc xe này thì sau khi mà mình công việc hoặc là mình chở đồ thì cũng rất là thoải mái. Xe thì đi kèm với cả khoang ngăn hành lý này. Đây là nguyên bản theo xe nhé. Đây quý vị anh chị có sử dụng thì mình sẽ tháo để lên trên. Và bộ kích đồ nghề lốp thì vẫn còn nguyên, chưa tháo dỡ anh chị nhé. Vẫn còn nguyên theo vị trí đây. Và em vẫn còn để rất là ngăn nắp. Và bác chủ thực sự là bác cũng khá là giữ gìn chiếc xe. Sau khi bác bán thì bác cũng chia sẻ là nếu mà có duyên mà bác mua lại thì cứ để cho bác. Và bây giờ thì em sẽ vào chi tiết hơn về phần khoang nội thất để cho quý vị anh chị có thể cảm nhận được là, em sẽ sang bên này để cho quý vị anh chị xem được là chất lượng ghế ngồi của hàng thứ hai. Về cái tiêu hao nhiên liệu ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng là 6,6 lít thôi anh chị nhá. 6,6 lít trên một chiếc xe đi 100 km thì quá là hợp lý rồi. Bác chủ xe thì cũng đã tân trang một hệ thống sàn 6D rất là sạch sẽ và rất là vừa vặn với chiếc xe, tông màu hài hòa. Và em thì cao 1m62 và em ngồi thì vô cùng thoải mái với cả chiếc, với cả hàng ghế thứ hai này, và có thể di chuyển được thoải mái chị nhá. Đấy, đi kèm đó là những tiện ích như bệ tì tay, vô cùng thoải mái luôn. Và đây là có cổng sạc, hai cổng sạc. Và điều hòa ở đây mình sẽ chỉnh được sang trái sang phải. Rèm cửa tự động rồi, nên là rất là hợp lý mà mình đi nắng. Bây giờ thì em sẽ vào trong phần khoang lái để review thêm những cái tính năng option mà trên chiếc xe bản đặc biệt này có.
Và trong khoang nội thất của xe thì phải rất là đầy đủ với những option. Và đầu tiên thì sẽ review chi tiết cho quý vị anh chị về chất lượng ghế da của Hyundai Santa Fe 2019 đi 3-4 năm rồi mà vẫn rất là căng nhá. Nó cũng sẽ có một số đường viền nhỏ thôi nhưng mà không hề đáng kể, chất lượng ghế vẫn còn rất là căng, mềm, ngồi êm. Và đi kèm những option thì không thể thiếu từ cảnh báo điểm mù này cho đến là đóng mở tắt cầu, hai cầu và chỉnh độ sáng ở trên màn hình. Và vào phía vô lăng thì có cả cruise control rồi, đàm thoại dành tay cũng như là nẫy chuyển số trên vô lăng, rất là đầy đủ tính năng anh chị nhé. Với phiên bản đặc biệt này thì chỉ thiếu một số option như là làm mát ghế thôi và một số những cái như kính hắt với phiên bản cao cấp thôi. Còn phiên bản này thì vẫn được trang bị rất là đầy đủ từ sạc không dây nhá cho đến giải trung tâm thì em có là drive mode 4 chế độ lái này, rồi là hỗ trợ đổ đèo, auto hold và phanh tay điện tử. Và bác chủ thì cũng đã tân trang cho em san dầu đặc biệt này một màn hình Rotex rồi, nên là quý vị anh chị có lấy xe thì không phải lăn tăn vấn đề độ thêm màn hình nữa. Bây giờ thì sẽ vào chi tiết về phần trái tim của chiếc xe, đó là phần khoang máy, cho quý vị anh chị có thể xem được cận cảnh cụ thể hơn về chiếc xe quốc dân này. Từ thời điểm ra mắt cho đến bây giờ thì Santa Fe vẫn rất là hot, cực kỳ là hot luôn anh chị nhá. Đây, phần khoang máy với khối động cơ hộp động cơ hộp số là ly hợp két khô. Với phiên bản mới thì là ly hợp két ướt cơ, nhưng mà với phiên bản này thì nó sẽ là khô, nhưng nó vận hành cho quý vị anh chị vẫn rất là êm ái và cực kỳ bốc khi mà vòng tua của xe mở ra lên đến là tầm 60 km thì anh chị đạp xe dầu bốc hơn xe xăng rất là nhiều. Và đây là cái phần khoang máy của xe thì em cũng đã rửa qua và vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ rồi, nên quý vị anh chị muốn chụp ảnh cụ thể hơn thì hãy liên hệ trực tiếp với em trên số hotline để em có thể chụp ảnh cũng như là gửi cho quý vị anh chị xem được cận cảnh nhất anh chị nhé. Và đó là sơ qua một vòng chiếc xe Santa Fe máy dầu bản đặc biệt 2019, một chủ từ đầu biển tỉnh đang có sẵn tại nhà em, off-road đi chuẩn là 36.000 km. Chiếc xe này đang có giá bán rất là hợp lý cho anh chị là 1 tỷ 110 triệu. Giá trên thì em Ngọc còn thương lượng và giao lộc cho quý vị anh chị nữa. Đây là mình có quan tâm cụ thể chi tiết về chiếc xe này hoặc những chiếc xe khác muốn em tìm kiếm và hỗ trợ anh chị thì hãy để lại số điện thoại để em tư vấn và cho anh chị được tốt nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.